vợ làm công nhân, em cũng đi làm công nhân. Bữa vợ cũng bệnh rồi nó ly rồi 2 3 ngày sau rồi nó mệt quá thì bắt lên mổ, mổ bắt em bé nên nó mổ xong cách khoảng mấy ngày sau là vợ nó bất tỉnh, rồi nó ít ngày sau rồi vợ em mất. Giờ em ở nhà ở đây thì giữ nó thì không có tiền bạc gì hết, như thế giờ về nội, về nội thì nội cũng bệnh gửi mà bà nội cũng tay cũng yếu, tay cứ cung 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 gì nè thì cũng giữ. Thì ông nội thì bị tai biến cái miệng thì cũng méo một bên, thì như bây giờ cái hoàn cảnh khổ quá trời. Bây giờ em cũng biết em giữ thì em cũng muốn đi làm gì mà để ra tiền, thì em mới giờ gửi nhờ nội trông giúp thì em đi làm kiếm tiền, chứ giờ em cũng không biết sao, lo làm lo cho này với thằng 9 tuổi nữa.